Hello các bạn, lại quay trở lại với tâm sự với Nhi. Nhi biết là cũng hơi lâu rồi đó, nhiều người hỏi là Nhi đi đâu mà Nhi không có quay trở lại để tâm sự với mấy bạn nữa. Thay vì mỗi sáng mình nghe motivation, động lực từ Nhi thì có những ngày các bạn cũng sẽ được nghe một phần khác của Nhi. Không phải là Nhi cứ canh lúc Nhi thiệt là buồn mới thu âm cho các bạn những cái podcast như vậy, mà thiệt sự là phải có những ngày mà Nhi cảm thấy thiệt sự không còn như đấy được hơn được nữa thì Nhi sẽ làm những cái podcast tâm sự cho các bạn, tại vì Nhi là một người rất là tích cực. Nên là để có một ngày mà cảm thấy không ổn để mà dám cho các bạn thấy cái mảng đi xuống của Nhi. Mấy đứa trong tim Nhi sáng tối hỏi như là tâm sự về học trò của chị. Không biết là nên nói xấu tụi nó hay là nói tốt tụi nó đây. Nhi không thích kể về những cái người học trò mà Nhi giúp họ mà là người nước ngoài, tại vì tên này là tên tiếng Việt. Nhi nghĩ là Nhi sẽ chia sẻ về những cái người mà đã cùng Nhi ngày đầu tạo nên cái kênh YouTube này và những người bây giờ còn ở lại. Thì Nhi nghĩ những bạn mà đã coi kênh Nhi lâu thì các bạn đã biết cái câu chuyện mà khi Nhi bắt đầu làm cái kênh này xuất phát điểm chỉ bởi vì một người con gái, một người phụ nữ trẻ tuổi vừa mới làm được cái điều kỳ diệu cho cuộc đời của cổ, và chỉ non nớt nghĩ là cô sẽ chia sẻ nó cho những người đồng bào khác. Nhi nghĩ có nhiều hồi Nhi đi xa quá, Nhi quên mất cái nơi xuất phát. Khi làm YouTube nó giống như là cái cách Nhi quay trở lại cái cội nguồn nơi Nhi sinh ra. Nhi có thể nói lại tiếng Việt và Nhi có thể gặp lại những cái người đồng hương, những cái người Việt Nam khác. Mà Nhi nhìn thấy Nhi khi Nhi còn 10 tuổi, 12 tuổi, 15 tuổi. Hồi nhỏ Nhi tham vọng lắm các bạn, Nhi muốn làm nhiều thứ, Nhi muốn thay đổi nhiều thứ. Nhi xuất phát là bởi vì mình không có may mắn. Mà Nhi nghĩ hầu như người Việt Nam mình không phải bạn nào cũng đẻ ra trong một gia đình may mắn hết. Nhi làm buồn buồn, Nhi phấn đấu, Nhi tiến lên. Nhưng mà có một điều Nhi không bao giờ thấy đủ và hạnh phúc, đó là mình không biết là ai hết. Và thậm chí ngày hôm nay khi mà Nhi cũng làm cái podcast này, Nhi chỉ nhớ đến những ngày đầu khi mà
rất là ít người coi kênh của Nhi, nhưng mà lúc đó cảm thấy hồn nhiên và vui lắm. Vì hồi mình ước á, mình không có nhiều người coi như bây giờ. Nhưng mà nhiều người coi hơn không có đồng nghĩa với việc là bạn nổi tiếng hơn, mà đồng nghĩa với việc là chỉ không còn chạm được đến nhiều cá nhân hơn nữa. Có nhiều hồi đi livestream thì không có thấy bản thân mình được tự do như ngày xưa, là có thể trò chuyện cùng từng người, như ước cũng có nhiều thời gian hơn để có thể giải quyết hết tất cả mọi người, những người của họ, có thể giúp nhiều người hơn. Những người học trò đầu tiên như ở Việt Nam giống như một cái trò chơi may rủi vậy, họ chưa từng đi ra ngoài nhìn thế giới như thế nào, chỉ nghe những cái kiến thức của Nhi thông qua những cái lớp Zoom mà Nhi dạy. Nhi đưa hết tất cả những gì Nhi có cho những cái bạn trẻ đầy nhiệt huyết, đầy tham vọng, và quan trọng nhất là họ có cái lửa mà như có ngày xưa. Cũng nghĩ ai cũng nghĩ là thành công nó phải đến từ một sự may mắn, nhưng mà như nghĩ may mắn nó chỉ từ cái giây phút mà bạn thấy cái cơ hội. 99% còn lại nó là sự nỗ lực. Nếu các bạn trẻ coi video của Nhi, hay là gặp Nhi, hay là vô tình chọn ở lại và học những điều như vậy, đó là cái sự may mắn của họ. Nhưng mà những nỗ lực phía sau là những cái mà Nhi không có thể nào chối bỏ, đó là họ đã nỗ lực rất là nhiều. Dạy học ở người Việt Nam mình nó thú vị hơn nhiều so với dạy người nước ngoài, tại vì đâu đó bên trong mỗi cái người trẻ mà như dạy học cho họ, hay là trở thành mentor của họ, hay là thầy của họ, nhìn cái nhi của mình quá. Nhìn cái gì của ngày xưa, Nhi không biết tại sao điều đó làm cho Nhi cảm thấy Nhi phải có trách nhiệm tiếp tục dẫn đường, tiếp tục dạy họ, tiếp tục cho họ những kiến thức để trở thành những người leader tốt hơn cho xã hội. Làm leader rất là cô đơn. Có nhiều hồi như hỏi là đang dạy họ để giúp họ, hay là mình dạy họ để tách biệt họ khỏi thế giới của những cái đám đông khác. Tại vì khi bạn chọn đi tới cái con đường này, trở thành một người học để vận hành doanh nghiệp, hay là leader, hay là một người dẫn đường cho người khác, hay là bất cứ cái gì mà liên quan đến việc bạn phải là người đầu tiên, thì the first, cô đơn vô cùng. Nhiều hôm mình không biết mình đang cho họ cái sự tự do tài chính, hay là mình cho họ thêm nhiều cái cô đơn và một mình.
Mình nếu các bạn hỏi là như có thay đổi gì đi làm hay không, nên mình có dừng chuyện là chia sẻ cho nhiều người hơn, học đi làm, câu trả lời là không. Vì nó giống như chuyện là bạn đi ươm mầm cho hạt giống, cho cây, bạn mua một cái bịch hạt giống về, bạn rải lên nền đất thôi. Bạn không bao giờ là biết hạt nào sẽ đủ nắng, đủ gió, đủ cát, đủ sương, đủ nghị lực để mà đâm từ cái miếng đất đó đi lên để trở thành một cái cây vững chãi rồi nở hoa, rồi lại rớt phấn, rồi lại tạo ra một cái cây mới. Bạn có nhớ là gì hay nói với các bạn là mình chỉ có 24 tiếng mỗi ngày thôi, mình chỉ thực sự lặp lại nó mỗi ngày. Ngày nào mình chỉ cảm thấy căng thẳng, chỉ cảm thấy không có chỗ dựa, chỉ cảm thấy không có ai để hỏi, không có ai để bu, không có ai để mình cho một cái lý do để mà mình không được phép tức giận, không được phép buồn, không được phép nổi điên nè, không được phép hậu quả với ai đó, rồi không được phép làm khùng làm điên gì. Đều phải nhắc như là có 24 tiếng để sống thôi, làm sao để mà như cho lại nhiều nhất có thể trước khi như rời và lìa đi khỏi thế giới này, và nó làm cho như có động lực để giúp lại nhiều người hơn. Đó. Nhắc như rất là nhiều thứ mà quan trọng nhất là sự chính trực về lời hứa của mình khi làm một người thầy. Các bạn nghĩ là như cho nhiều người rất là nhiều thứ, nhưng các bạn cho là nhiều nữa. Các bạn cho như nhiều hơn các bạn nghĩ. Những cái người học trò của chị, những người mà theo như từ ngày đầu đến giờ, thậm chí cả những người rời bỏ, người bỏ đi hay những người ở lại, mỗi người đều cho như một cái gì đó khác đi. Đó là những cái mà chị không thay đổi được, là kinh nghiệm, là trải nghiệm. Và quan trọng là cho như sự trưởng thành. Nhi không nghĩ là Nhi là một người tốt nhất ngoài kia để có thể dạy cho các bạn hết những điều Nhi biết. Có nhiều thứ trong đầu Nhi không có giải nghĩa được cho các bạn. Có những thứ mà nhiều hồi Nhi giải thích xong á, nếu bạn nhìn lại Nhi với ánh mắt ngơ ngác á, thì Nhi hiểu là họ không hiểu, tại vì họ chưa có trải qua cái tầm mà họ chưa có ném á. Mình kể cho họ nghe nó như là một cái câu chuyện vậy đó. Mình thích là một người chị, là một người bạn, chỉ là một người đi trước và tâm sự lại những cái gì biết cho các bạn. Nhưng không có mong là ai đó học rồi trở thành siêu anh hùng gì đó, nhiều cái là vô nghĩa.
sống mỗi ngày mà cứ mong người khác đạt cái gì đó, bạn cũng sống trọn vẹn với cái điều bạn cho đi. Nhi kể cho các bạn nhiều trong cái video của Nhi về chuyện này. Những người thầy của Nhi, họ cho đi bền bỉ 30 năm, 15 năm, 20 năm, họ chưa bao giờ đòi lại một cái gì hết, và họ cũng không mong cầu trong cái đám đông đó có một ai đó tặng những kỳ thích đặc biệt. Nhi nghĩ là dường như đã hiểu là kỳ tích chỉ tạo ra khi mà người học trò của bạn sẵn sàng. Nhiều khi bạn gặp họ đúng thời điểm, đúng thời điểm không phải là sẵn sàng, đúng thời điểm là đúng thời điểm thôi, đúng thời điểm để họ lắng nghe, tâm sự, để họ nạp kiến thức, nhưng mà hành động nó đòi hỏi sự đủ khổ, đủ nghèo, đủ quyết liệt, đủ không còn gì nữa, không còn gì để mất đó. Là cái từ nghĩa là đúng nhất á. Khi thì nhưng mà bạn không có gì để mất đó. Một là bạn đi làm liều, bạn làm liều là bạn phá hoại, hai là bạn quyết tâm thay đổi cuộc đời, bạn ôi bạn nghe theo một cái bậc thầy hay một người nào đó dẫn lối cho bạn. Nhớ một trong những cái mentor của chị nói một câu là bạn gặp tôi không phải là bởi vì bạn sẵn sàng không, mà còn vì bạn sẵn sàng, tôi sẵn sàng, năng lượng của bạn đủ để tiếp nhận kiến thức từ năng lượng của tôi, rồi thậm chí cả cái hành động của bạn, bạn cũng sẵn sàng để mà be bold, tức là dũng cảm, liều mạng để mà thực hiện những cái điều mà tôi dạy bạn. Nó có nhiều yếu tố để tạo nên một sự thành công đó. Cho nên là đừng có cảm ơn tôi. Nhưng lúc mà thầy nói câu đó Nhi khóc rất là nhiều. Vì Nhi muốn nhìn thấy cái sự tuyệt vọng trong mắt của thầy, là bao nhiêu năm qua thầy dạy rất là nhiều người, có những người làm cho thầy thất vọng, tại vì thầy bỏ nhiều công sức, năng lượng, mồ hôi, nước mắt, và người đó bỏ cuộc. Nhưng mà cái mà Nhi muốn nhấn mạnh là thầy đã không bỏ cuộc. Những người thầy của Nhi không bỏ cuộc cũng mà Nhi may mắn được học lại từ họ. Nếu mà Nhi may mắn có thể dùng nó để dạy lại tiếp cho những cái người Việt Nam khác, Nhi cảm thấy cái sự kỳ diệu đó, nó quá vĩ đại để mà Nhi có thể. Các bạn nghe cái video này nữa, các bạn chưa hiểu tại sao điều đó nó thiêng liêng với Nhi như vậy, đúng không? Kênh YouTube này được như ngày hôm nay và các bạn biết tất nhiên là bởi vì những người vĩ đại đó. Bạn mà học với Nhi hay hỏi câu là chị sao chị kiên nhẫn vậy, sao chị không bỏ tụi em, sao nhiều hồi tụi em làm sai chị vẫn kiên nhẫn. Bởi vì Nhi cũng từng làm sai và thầy Nhi không bỏ Nhi. Các bạn, Nhi làm sai nhiều lắm, tại vì mình bướng mà, tại vì mình mình cho là mình đúng, nên mình luôn thử coi là đi thầy dạy có đúng không.
quan trọng nhất. Mình đi học ra mỗi lần mình đi ở với những người thầy của mình để trở thành người thầy như ngày hôm nay, đó là các bạn phải cho phép người khác sai. Người ta có sai nhiều lần bạn mới cho họ sai. Có những cái sai của nhưng mà như không có thể kể hiểu các bạn được, tại vì nó quá chỉ là ngôn sự. Và đến khi nghĩ lại như còn và thầy như không bao giờ cười nhạo nhé, họ vẫn ở đó và họ chỉ nói như một câu là this happened, nó sẽ xảy ra thôi, và họ làm cái gì đó là một cái gì nhẹ tên nhẹ, nó giống như là mình làm chuyện gì đó mình nghĩ là xứng đáng bị trừng phạt, và họ chỉ mỉm cười và họ let's move on, đi qua một cái khác đi, không làm cái gì đó mới đi, sai thì bình thường và họ không có dung túng vô cái sai của mình. Đồng cảm với những cái sai của mình tại vì họ hiểu như là người bình thường, bởi vì cái tình yêu thương unconditional không có giới hạn đó mà làm cho những người hôm nay có thể trở thành một người thầy tử tế, có cái sự độ lượng, có cái sự chịu đựng, có cái sự đồng cảm và yêu thương những bạn khác hơn khi mà mình dạy họ, mình cho họ kiến thức, tại vì mình hiểu được là con người là phải sai, các bạn phải sai, các bạn phải sai để học, không sai các bạn sẽ không bao giờ học được những cái điều mà bạn cần học. Mỗi người sẽ sai ở những cái mà bạn đã sai nhiều lần, chỉ là giờ nó lặp lại đây để nhắc với bạn là mày muốn sai bao nhiêu lần nữa mà mày mới chịu thay đổi. Ngủ tối này có gì ở bên cạnh bạn, chỉ muốn nói với bạn là khi bạn sẵn sàng thầy của bạn sẽ xuất hiện. Nhưng mà đừng có quên là người thầy nào họ cũng có cái giới hạn của họ hết. Nếu bạn không chọn quyết liệt thay đổi cuộc đời của một người thầy của bạn cũng sẽ rời đi để thay đổi cuộc đời của người khác, của những người mà sẵn sàng hơn bạn. Đừng nghĩ là người thầy của mình sẽ đứng đó và đợi mình cả đời để mà mình muốn thay đổi cuộc đời của mình, bởi vì họ biết cái sứ mệnh của họ không phải là đứng đó đợi một ai đó thay đổi, mà là họ phải đi thay đổi nhiều người khác, đặc biệt là những người đã sẵn sàng dám thay đổi. Mỗi lần tâm sự bạn thì như không nhìn thấy từ giờ tôi lâu lắm á. Nói tính lại là những yêu thương những người Việt Nam như đã dạy, đang dạy và tiếp tục dạy. Những người ở lại, những người ra đi, hay là những người còn công hiến cho cái việc như là tất cả như đây biết ơn hết. Bởi vì các bạn là cái lý do duy nhất để mà những lúc mà mình cảm thấy cùng gấp nhất và cũng đứng lên để mà đi tiếp. Tối nay nghe cái tâm sự rồi đi ngủ, ngủ thẳng một giấc đi rồi ngày mai thức dậy lại nghe cái vô tư giới trực tiếp tình như để mà bắt đầu một ngày mới. Những ngày bạn gặp Nhi rất là đầm thắm,
nữ tính. Relax, có điều này có được sẽ gặp nhiều một cách đời lắm hơn. Trong những lần xuống của mình, tôi cho học trò của mình, những người ở đây hay lỡ lại, không còn tiếp tục cống hiến. Leader không cần nhà. Bởi vì mỗi leader đã ra một thiết binh, họ sẽ tự tạo những ngôi nhà mới. Đừng cảm thấy có lỗi khi mà bỏ đi giữa chừng những cái điều học được nghe. Nên là cũng đừng cảm thấy là mình cảm thấy mình không chưa đủ khi mình ở lại. Các bạn nhớ đến những lúc mà mình vui buồn thì nhớ mình còn cười với nhau, còn ăn được cái nguồn mâm cơm, đôi nhiều thứ đó mình chết đi cho mình em thế thôi. Cái còn tiền bạc còn ít thôi là mình xây được bao nhiêu thứ của cải ra, mình chẳng đem được thêm cái gì hết. Mình nhớ là nếu như bạn sống có đúng với chính trực của bạn, cái tim của bạn, linh hồn của bạn và lý trí của bạn, nó là một nghiệp ông trời sẽ luôn trả lại cho bạn những cái thứ bạn xứng đáng nhận được. Những bạn có tên với nghiệp tối nay có một giấc ngủ rất ngon. Chúc các bạn ngủ ngon.